JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Rồi, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Hôm nay bên em lại về một cái âm ly thế hệ gọi là rất là dị. Hãng là Vilido, mã là DS9702. Vâng, dòng này thì bên em có, đây là dòng thanh lý. Bên em mới về được một số con rất là lạ và dị. Công suất thì cực kỳ là khỏe, 2 kênh 1000W. Và đặc biệt cái dòng này nó có cả cái jack Newtrick để chúng ta kết nối với đại la full, rất là hay, rất là tiện, và kết hợp cả lọc xì phía bên trong đấy ạ. Vâng, rất là dị luôn, và công suất cực kỳ khỏe, và đọc cả thẻ nhớ và USB. Vâng, bên em về để cung cấp cho các bác đấy ạ. Vâng, rất nhiều bác quan tâm cái âm ly video này, nhìn rất là đẹp. Vâng, em đang ghép với đôi loa full 6012 JBL. Vâng, đây là dòng thanh lý các bác nhé, không phải hàng mới đâu. Đây là bên em đã thanh lý được phía Trung Quốc, rất là hay. Nói chung các bác sở hữu cái này nó rất là độc, dòng rất là độc và lạ. Vâng, rất nhiều bác quan tâm là bên em hiện tại bây giờ đang không nhớ, thì các bác nào có xem kênh YouTube JK Audio mà muốn sở hữu cái âm ly video công suất 1000W 2 kênh, mã là 9702, thì các bác hãy liên lạc nhé. Các bác để lại số điện thoại thì bên em sẽ liên lạc trực tiếp với các bác để tư vấn. Cái giác lưu trích nhỉ. Vâng, rất là lạ luôn các bác nhá. Rồi thật buồn em mãi hay anh cùng ai tay trong tay tình muốn kia. Hà giang lấy sức không hề quên, không đắn đo một nụ cười em đâu. Nên là dòng này là có 5 đường mic. Vâng, để dùng loa full hơn bên em mới dùng có một tí đấy ạ. Vâng, đã to lắm rồi, công suất rất là khỏe. Vâng, cái âm ly video 9702 này các bác có thể để kết nối được 2 đôi loa full, rất là trâu. Vâng, các bác nào muốn sở hữu thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube JK Audio để bên em tư vấn trực tiếp cho các bác nhá. Vâng, sau cùng em chúc tất cả các bác mọi miền tổ quốc sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc các bác luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác clip sau ạ.